nay chúng ta sẽ đến với cái thử thách đầu tiên ở ngoài phòng tập. Đó là các bạn phải hoàn thành cho tôi được 5 km chạy bộ. Trong quá trình tham gia cái nhiệm vụ lần này, nếu bạn nào mệt có thể nghỉ, nhưng mà bắt buộc phải hoàn thành được 5 km cho Tuấn. Chúc các bạn thành công. Bắt đầu. Một vòng. Vòng 2. Chắc là em bò dễ nổi. Bọn kia đằng sau kìa. Mình giữ hơn, cố lên, cố lên. Vòng thứ 3. Sẽ cố gắng hơn này. Không biết là còn qua 5 vòng không, em sẽ cố gắng. Đầu óc không phải là của mình luôn. Số 4, còn 1 vòng nữa. Nản quá. Cảm giác là hai cái đầu gối và hai cái bàn chân là không còn cảm giác để mà đi. Anh ơi, cho em đi với. Anh ơi, anh, cho em đi với. Anh. Mình đã hoàn thành xong chặng đường 5 km. Không ngờ em có thể đi được 5 vòng. Lần đầu tiên hoàn thành được 5 km. Yeah. Tưởng luôn mình không thể là mình hoàn nghĩ là mình hoàn thành được. Không thể tin được. Không thể tin được.